Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái món đậu phộng rang nha. Tại vì thường thì đậu phộng người ta chỉ rang đơn thuần là người ta rang ít thì người ta rang bắt cái chảo lên rồi để lửa rang. Nhưng mà mình thì sẽ hướng dẫn mọi người một cách rang đậu phộng. Là chúng ta sẽ rang cùng với muối bọt nha. Đây là một cái lượng đậu phộng lớn, mình rang nhiều để mình để vô keo mình ăn. Mình để vô keo mình sẽ ăn lâu được, mình ăn khoảng chừng 2 3 tuần. Bởi vì khi mình rang với muối như thế này nè thì cái hạt đậu phộng nó giòn. Nó rất là đều. Nó chín đều mà nó giòn nữa. Chúng ta rang bằng lửa không thì đậu phộng nó giò nó mau chín, nó chín áp nó sẽ không làm cho hạt đậu phộng chúng ta giòn lâu. Nhưng mình rang với muối như thế này thì cái hạt đậu phộng của mình nó sẽ giòn rất là lâu. Nó chín đều hết từ trong ra ngoài. Thường thì người ta chỉ rang ăn để xài thì chỉ có 100-200 g thì người ta rang không. Nhưng mà cho dù 100-200 g mình cũng nên để một ít muối vô mình rang. Một là hạt đậu phộng nó chín đều, nó giòn, nó thơm. Hai là nó đều nữa. Chúng ta sẽ đều sơ cho nó đều gì hết. Sơ hoài đừng có ngừng tay nha. Ngừng tay nó khét. Rồi như vậy là đậu của mình rất là nhanh chín. Nó vừa nhanh chín mà nó rất rất là đều. Hạt đậu phộng nó vừa đều, chín đều mà nó vừa rất là giòn. Rất là nhanh luôn. Bởi vì lý do là muối nó làm tăng cái độ nóng. Rồi nó còn làm cho cái hạt đậu phộng mình được chín đều nữa. Đó là lý do mình hướng dẫn mọi người rang đậu phộng cùng với muối. Rồi một điểm thứ ba nữa là khi mình ăn cái hạt đậu phộng không á, mình rang để dành ăn á, mình ăn nó cũng ngon, nó hơi mặn mặn, rất là vừa ăn. Chúng ta sẽ chuẩn bị để mình lấy đậu ra. Đậu nó đã chín tới rồi, mình chuẩn bị lấy đậu ra nha. Sẽ rây mình lấy muối ra. Cho muối này nó còn to, mình sẽ coi thêm cái rổ nữa. Xài lấy muối ra khỏi cái đậu phộng. Rồi, chúng ta đã lấy muối ra khỏi đậu phộng. Cái món đậu phộng này nó nguội rồi mình để vô keo mình ăn rất là lâu, nó vừa giòn lâu mà nó vừa rất là thơm ngon. Tại vì giờ mình ăn muối mình rang như thế này mình để vô trong keo mình sẽ ăn lâu được, mình ăn một tháng cũng được không sao.
chúng ta có một mẻ đậu phộng rang rất là ngon, tuyệt vời, ngon cực kỳ. Và tiếp tục thì mình cũng sẽ rang đậu nành. Đây là những cái loại hạt dành cho người ăn chay rất là bổ dưỡng, cho nên thỉnh thoảng chúng ta làm xiên lên để làm, để trong gia đình, để dành chúng ta nhai nhai ăn. Trong những lúc rảnh rỗi lấy ra nhai ăn. Nó vừa cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể của người ăn chay của mình, nó vừa là một món ăn giả rất là ngon. Rồi, đậu phộng rất là ngon đúng không mọi người? Rồi chúng ta sẽ để cho nó nguội. Để cho nó nguội bớt đi rồi mình phải vô keo nha. Nó thật sự là nguội, mình vô keo nó để lâu được. Còn mà nếu nó còn nóng mình để vô keo thì nó sẽ bị đậu phộng nó sẽ bị mềm lại. Vì vậy mà mình sẽ để cho nó nguội bớt đi. Mình để vô cái thau inox cho nó nhanh nguội hơn. Rồi tiếp tục. Tiếp tục cũng là muối mà mình sẽ tiếp tục sẽ rang đậu nành. Và hôm nay đậu nành hạt. Mình sẽ rang đậu nành hạt khoảng 2 kg đậu nành. Mà mình cũng rang nhiều như thế này để vô keo và để dành ăn. Đậu nành mình có thể để dành là ăn lâu hơn nhiều. Mình ăn vài 3 tháng cũng được, không có sao hết. Thậm chí là cả năm. Người ăn chay cho nên tất cả những cái dinh dưỡng ở trong đồ chay của chúng ta không có gì bổ dưỡng hết, thì mình sẽ chọn những cái loại hạt như thế này để mình rang lên để dành ăn cho nó lâu dài, ăn thỉnh thoảng để mình ăn chơi hoặc là ăn, cũng sẽ cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Tất cả những người ăn chay nên làm một món ăn chay cho gia đình mình như vậy nha. Rang đậu phộng, đậu nành, mè là đó là những cái loại hạt mà để cung cấp dinh dưỡng thêm cho những người ăn chay mình. Mình cũng rang đậu nành với muối. Rồi, đậu nành của mình nó đã vàng tới, nhìn rất là ngon và hấp dẫn. Rang ở trong muối. Rồi như vậy thì mình sẽ đợi cho nó nguội. Chúng ta cũng sẽ lấy gỗ để mà sàn muối và đậu nành riêng ra. Để cho nó nguội bớt. Tại vì mình sàn bằng cái rổ mũ cho nên mình để cho nó nguội lên cho nó đừng có bị hư cái rổ, nó không có bị chảy. Vậy là ngày hôm nay mình đã hoàn thành hướng dẫn mọi người một món rang đậu nành và rang đậu phộng bằng muối bọt. Làm cho hạt đậu của mình nó chín vừa đều mà vừa giòn rất là ngon. Để vô keo để dành mà ăn. Đây là một cái keo đậu phộng mà mình đã rang xong. Mình thấy rất là ngon và hấp dẫn phải không mọi người? Rồi mình để dành mình ăn từ 1 tháng tới 2 tháng cũng được, không có sao hết. Đậu nó không có bị hư mà nó cũng không có bị hôi dầu nữa. Khi mà mình rang cho đậu nó thật là giòn rồi thì nó không có bị hôi dầu. Nhớ là đậu phộng nếu mà rang mà nó chín ác quá là nó sẽ bị hôi dầu, nó dễ bị mốc lắm. Nhưng mà khi mình rang nó chín đều như thế này, mình để đậu phộng rất là lâu, nó vừa giòn lâu mà nó lại không bị hôi dầu nữa. Đó là cái khâu quan trọng mà tại sao chúng ta lại ăn muối. Mời mọi người nha, rất là ngon. A Di Đà Phật. Mè rang đâu cần rang muối, thì nó quá nhuyễn, rang với muối sao mà mình lấy nó ra được. Cho nên mè rang không. Đây là mè trắng.
rang cho nó vàng mình để dành vô trong keo. Mình sẽ ăn với cơm nếp, ăn với cơm gạo đen hay là ăn chè cũng rất là ngon. Người ăn chay dùng những cái loại đậu hạt này đậm cho nó đầy đủ những cái loại dầu omega 3 có ở trong mè, trong hạt đậu cũng sẽ rất là tốt cho sức khỏe của người ăn chay. Nhìn mè ngon lắm. Mình sẽ rang trên lửa than nhỏ thôi. Mè nó chín đều, nó không có bị áp. Không có bị chín áp. Mè rang cũng nhanh lắm. Đang bốc mùi thơm lên. Bốc mùi thơm lên là chuẩn bị vàng. Tại vì hạt mè nó nhỏ cho nên nó rất là nhanh vàng. Mình xào như thế này nó đều tay, nó sẽ không bị khét mè. Nó vàng đều hạt mè lắm. Ồ, quá vàng ngon luôn. Vàng bốc mùi lên rất là thơm. Sắp sửa nhắc xuống được rồi. Mình làm đều tay mè mình rất là đều. Vàng rất là đều. Rồi, mình lấy xuống nha. Đây, một mẻ mè rất là vàng. Vàng rợm rất là ngon. Rất là tuyệt vời. Tại vì chảo nó còn nóng vậy nè, mình đảo cho nó đừng có bị khét một bên. Cho chảo nó bớt, nó nguội bớt cái mình phải ngừng lại, không đảo. Mình đảo gì để cho nó đều. Chảo còn rất là nóng. Đợi nguội rồi mình thả vô keo. Mè nguội. Mình lấy mè vô keo luôn. Mè rất là vàng ngon. Rất là tuyệt. Mình vô keo luôn để dành. Rồi đây là một keo mè. Cứ hạt của mình ra mình để vô keo mình để dành chuẩn bị. Rồi đậu nành nó cũng đã nguội bớt rồi. Mình sẽ sàng muối mình cho qua thau. Mình để thật là nguội mình hãy vô keo nha. Cái này là nó còn hơi ấm. Mình
mình sàng cho nó kỹ chút, ra bớt muối. Thì mình sàng ít thôi, bớt muối, sàng ít thì ra muối nhanh hơn. Rất là ngon. Wow, đậu nành mình rang nhà quá ngon luôn. Đậu nành mình rang nhà rất là ngon. Mình mua đậu nành có 12.000 đồng một ký thôi, mình rang nhà rất là ngon, tuyệt vời. Trong khi mình mua đậu nành rang sẵn rồi tới 30.000 đồng một ký. Như vậy thì mình tiết kiệm, ở đây mình sẽ mua khoảng 20 mấy ngàn, chưa được 30.000 nữa là mình sẽ được 2 ký đậu nành, rất là ngon. Người ta rang người ta bán quá lời. Mình chỉ khó tốn công một chút thôi là mình sẽ có đậu nành rất là ngon để ăn. Cái hộp muối này to, đừng bỏ ra, để ăn chúng nó mặn chết. Quá ngon, quá tuyệt vời. Rồi, như vậy là đậu nành của mình nó đã nguội, rất là giòn rụm, ngon. Mình cho vô keo. Để mình ăn lâu dài. Để vô keo, đậy nắp cho kín lại. Rất là giòn. Rồi xong, như là đậu nành rang nó cũng đã hoàn tất. Keo đậu nành rất ngon. Gia đình mình ăn chay, mình ăn rang đậu nành, với mình ăn như thế này cũng cung cấp thêm các chất đạm cho cơ thể của gia đình của chúng ta, rất là tuyệt vời.